chào quý vị, trở lại với chương trình Skin Zone khỏe chơi đẹp. Quý vị hôm nay có khỏe không? Hôm nay show rất là đặc biệt tại vì người guest đó là MC, đúng là MC Trịnh Hội. Vâng, và thưa quý vị, lý do tại sao Trịnh Hội hôm nay làm khách mời là bởi vì thứ nhất, Trịnh Hội nghĩ rằng là nam giới hay nữ giới thì đều có những cái sự gọi là thiếu tự tin khác nhau, đặc biệt là khi mà chúng ta có tuổi. Thứ hai nữa là Trịnh Hội cũng muốn dùng mình làm một cái thí dụ điển hình của một người nam giới mà sẵn sàng nói cho quý vị biết về những cái cảm nghĩ của mình bên trong. Trịnh Hội thì dĩ nhiên là về vóc dáng thì feel ok, và lại mình lỡ lớn lên trong cái xã hội Việt Nam là mình được dạy là kiểu như là trai tài gái sắc, thành thử là thường mình không có để ý về cái vóc dáng bên ngoài, mình chỉ nghĩ về là con trai là phải học giỏi, phải làm việc tốt, nhưng mà không để ý vóc dáng. Nhưng càng ngày mình lớn tuổi thì mình càng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe mà chưa chắc là mình có cảm giác mà mình muốn chia sẻ với nhiều người khác. Ví dụ giống như thứ nhất là tóc bây giờ nó bắt đầu rụng, tóc của Trịnh Hội nó bắt đầu bạc và nó bắt đầu rụng, thì bác sĩ đã giúp cho Trịnh Hội là chữa trị về tóc. Sau đó đó là người mình mặc dù tập thể dục cũng khá là thường xuyên, ăn uống cũng điều độ, nhưng mà cái bụng mình nó không có nhỏ và xẹp giống như hồi mình còn hai mấy ba mấy tuổi. Thì bây giờ Trịnh Hội muốn hỏi bác sĩ nè, bác sĩ có thể cho biết về những cái kỹ thuật tân tiến mới của bây giờ, đặc biệt là chú trọng về những vấn đề mà nam giới có. Dạ vâng. Skinzo Medical đó là một trong ba cách nghệ thuật để trị cho khách cho khỏe trẻ đẹp hơn, là xài kỹ thuật tân tiến, đó là high technology. Và tại Skinzone thì có 20 máy laser với high technology. 20 cái máy, dạ vâng. Dạ, mà hôm nay chỉ đủ thời giờ cho phần 1 để nói phớt qua về mỗi cái máy đó. Rồi cái phần 2 đó là sẽ đi off-site, out of the studio để... Để làm gì bác sĩ? Để làm treatment cho MC Trịnh Hội. Cho Trịnh Hội đây. Yes. Là cái treatment đó là gì bác sĩ? Treatment đó là một cái laser để cho làm cho cái bụng nó thon, gọn và nó tạo ra muối, muscle trên bụng. Wow. Cũng xin thú thật đó là cái bụng mà muốn mà có sáu múi là cái ước mơ từ hồi nhỏ của Trịnh Hội, từ lúc mà chừng lớn lên 17, 18 tuổi là đã muốn có cái bụng sáu múi, và cho tới bây giờ chưa bao giờ có cái bụng sáu múi. So, đó là cái lời thú thật. Và Trịnh Hội có nói với bác sĩ là khi nào bác sĩ có những cái tân tiến, những kỹ thuật tân tiến mà mới nhất là sử dụng Trịnh Hội giống như là guinea pig, có nghĩa là heo mà để heo mà sử dụng đó, để người ta cứ thử coi nó ra như thế nào. Tiếng Anh nó gọi là guinea pig, là mình đem lên bàn, người ta muốn làm gì làm. Thì nhờ bác sĩ, hình như là đang cầm trên cái phone có nhiều cái kỹ thuật tân tiến, bác sĩ không nhớ phải không ạ? Tại vì nó nhiều quá. Tại nhiều quá, ok. Cho nên họ sẽ xài a cheat sheet. Ok. Kỹ thuật tân tiến đầu tiên là thắt da, skin tightening. Xài thắt da ở đâu bác sĩ? Tất cả trên khuôn mặt, nọng cổ, tay, chân, bụng. Rồi có laser để trị mụn, nam hay nữ, nam có mụn. Mà thường nam mụn là thẹo, gây ra thẹo nhiều. Để lại thẹo. Để lại thẹo. Rồi laser... Quay với những bác sĩ, nhưng mà cái thẹo đó sau khi trị là nó mất luôn, không có thẹo luôn hay sao? Nếu mà trị bằng laser đó là cái mụn nó sẽ hết đi. I see. Và hết đi là nó không tạo ra thẹo. Mà nếu mà còn thẹo sót lại đó thì làm laser khác để cho cái thẹo nó phai đi, mà có thể mất đi luôn. Rồi, ok. Rồi có laser để tẩy tattoo, là tẩy vết xăm. Tẩy vết xăm, vâng. Dạ. Rồi có laser để trị mụn cóc. Trị cái gì bác sĩ? Mụn cóc. Mụn cóc, I see. Hay là đồi mồi, hay là mụn ruồi, mấy cái vết mà mình thấy nó lồi trên mặt hay trên thân người. Vâng. Rồi có laser để trị nám. Nám cũng có cái đó, nhất là nếu mà mình ra nắng, ăn nắng vô da. Laser để tẩy lông. Lông ở nách, ở chân, ở bụng, vân vân. Tẩy mà nó viễn viễn. Và có nghĩa là nó sẽ không bao giờ mọc lại luôn. Dạ. Nếu mà có sometime, thỉnh thoảng thì làm maintenance thôi, chứ tóc muốn mọc lại nó cũng không mọc được. Cho nên bây giờ có laser để mình mọc tóc, và có laser để
hết tóc. Xóa tóc. À, thí dụ như người coi như Trịnh Hội xin lỗi quý vị là nếu bây giờ muốn là không có lông nách nữa là it's okay. Yes. Oh wow. Mm-hmm. I didn't know that. Yes. Mm. Rồi laser để hút mỡ. Hút mỡ. Okay. Yes. Cái đó thì Trịnh Hội biết là mình đã từng có show làm về hút mỡ. Vâng. Yes. Laser để làm cho mỡ nó biến đi bằng cách đông lạnh. À ha. Và cái đó có phải là cái Trịnh Hội sẽ không? Không phải. I see. Oh wow. Okay. Cái đó là cái khác nữa. Oh, cái khác đông nữa. Lạnh. Alright. Là tên là cool sculpting. Okay. Yes. Okay. Rồi laser để chị gân. Gân mấy cái gân máu trên mặt hay trên chân. Mà gân máu trên mặt đó thì mình trị bằng laser khác. Còn gân máu trên chân mà chân nó bị lồi mấy cái gân đó thì cũng trị bằng cái loại laser high technology khác. Và vẫn trị được. Vẫn trị được. Ok, right. Yeah. Wow. Rồi, cái này là cho phái nữ nha. Ừ. Nhưng mà cũng như là mình sửa ngực đó, ừ, cái bộ phận sinh dục cũng có thể làm cho nó trẻ trung hơn bằng cách high technology. Wow, okay. Rồi cái phương pháp cuối đó mà Hạnh muốn nói đó là cái laser để làm cho cái bụng nó thắt lại và nó làm cho cái eo nó gọn mà mình không có phải hút mỡ hay là đông lạnh mỡ. Đó là cái laser gọi là M-sculpt. 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 Alright, so, và cái đó là cái bác sĩ sẽ làm cho Trịnh Hội. Yes. Ok, that. Như vậy thì cho Trịnh Hội hỏi một tí nè bác sĩ là dĩ nhiên là Trịnh Hội cũng, bác sĩ cũng biết mình đã làm bạn nhiều năm và bác sĩ cũng biết là Trịnh Hội tập thể thao rất là nhiều. Yes. Nhưng mà thứ nhất là tại sao mà cái bụng mình nó vẫn không có được lạch xẹp giống như ngày xưa, và cái M-scope nghĩa là gì, và cái phương pháp này tại sao nó tân tiến? Bởi vì cũng xin thưa với quý vị rằng là trong cái phần 2 của chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đi ra khỏi cái studio này và chúng tôi sẽ đến một cái phòng để mà bác sĩ làm cho Trịnh Hội. Thật sự không biết làm gì luôn, nhưng mà lần đầu tiên sẽ được lên chương trình này là một khách mời. Trước đây làm khách mời là làm tóc, cái tóc của Trịnh Hội nó bị xoáy xói đầu, còn bây giờ thì nó lại có cái bụng thời gian. Yes. So cái technology này đó nó xài magnets. Okay, là 500. 500. Mà magnets này đó nó làm cho cái cơ bắp thịt nó contract, nó gò. Okay. Mà nó làm cho nó gò lại rất là nhiều. So lúc mà mình tập thể thao như là MC Trịnh Hội tập thể thao đó phải làm sit-ups để cho cái bụng thắt lại để tạo ra ngấn. Right. Cái máy này nó sẽ làm cho cái bụng của anh nó exercise như là sit-up. Nhưng mà nó làm việc 10.000 lần trong một phút. Trong một phút, 10.000 lần trong một phút. Và cái này nó khác với lại cái bác sĩ nói là làm gì cho nó thung lại, cái gì cold, cái gì cool. Cool sculpting. Nó khác sao bác? Khác. Bác sĩ. Tại vì cool sculpting là lấy cái hơi đông lạnh để đông lạnh mỡ, để cho mỡ nó teo đi. Nếu mà mình muốn tạo ra muối trên bụng đó, first mình phải lấy cái mỡ, phần mỡ đi trước thì mình mới thấy được cái muscle. Hả? Rồi cái muscle đó đó mình muốn có thấy ngấn đó thì mình phải tập thể dục hay là xài cái máy M-scope để cho nó tạo ra mấy cái muối đó. Right. So tùy theo mỗi thân hình, MC Trịnh Hội thì không có mỡ gì hết. Thì có thể làm. Thật sự có, nhưng mà nó không nhiều nhiều lắm chứ. Rất cũng là có. Ít có. Mỏng. So cái M-scope này nó vừa làm cho mỡ nó teo đi và làm cho cái muscle nó chắc mà nó dày, nó đặc hơn, nó tạo ra muối. Wow. Mà mình chỉ ngồi một chỗ thôi, relax, nghe nhạc, không phải thể thao và, gì và hết. Và khoảng bao nhiêu lâu bác sĩ? Mỗi treatment là 30 phút. À. Và khoảng bao nhiêu cái treatment bác sĩ? 4 treatment. 4 treatment. Okay. 2 lần một tuần. 2 lần một tuần hay 2 tuần một lần? 2 lần một tuần. 2 lần một tuần. Như vậy thì Trịnh Hội sẽ phải bỏ ra trong 2 tuần tới. Yes. À, để mà làm. Và cái phương pháp này nó mới bao nhiêu lâu rồi bác sĩ? Phương pháp này mới thôi, mới được có một năm mấy thôi. À, so có nghĩa là Trịnh Hội là một trong những người được đầu tiên. Dùng đầu tiên. Dạ vâng. Yes. Và
bác sĩ có thể nói rõ hơn một chút không, là tại sao mà những người nam giới tập thể dục thường như Trịnh Hội ăn uống điều độ thì vẫn còn có bụng như bác sĩ? Anh biết sao không? Lúc mà cơ thể mình lớn tuổi đó, từ từ cái hormone level của mình nó xuống, như là your testosterone level nó xuống và mấy cái hormone khác. So cái cơ thể của mình nó không có cái metabolism, nó không có khỏe mạnh như lúc mình trẻ. Rồi từ từ mỡ nó sẽ tụ vô cái vùng đó. Nếu mà có người đó họ muốn trở lại cái cơ thể trẻ trung, xài technology mà họ cũng xài thêm hormone steroid để họ tạo ra muscle. Nhưng mà cái đó thì dĩ nhiên nó không có khỏe cho cơ thể mình xài steroid. So mình xài high technology để tạo ra cho cái thân hình nó safe và an toàn hơn. Mà không đau, không phải chích. Không đau. Cái Trịnh Hội rất là sợ đau. Mà hôm nay thì biết được là không đau là quá tốt rồi. Rất là mong là Trịnh Hội sẽ có dịp cho quý vị coi cái bụng cái bụng before và bụng after của Trịnh Hội, coi là nó được chữa trị như thế nào. Riêng bây giờ thì trước khi mà chúng ta đi qua cái phòng để mà bác sĩ chữa trị cho Trịnh Hội đó, thì bác sĩ còn điều gì nhắn gửi cho những người nam giới như Trịnh Hội không, trước khi chúng ta chia tay? Dạ vâng, bây giờ đó nam thường là sợ chích rồi mũi kim hay là giải phẫu, thì bây giờ đâu không cần phải lo. High technology, kỹ thuật tân tiến bây giờ có thể tạo cho mình khuôn mặt, thân hình trẻ trung hơn, và nên đi tìm hiểu về cái đó. Vâng, riêng Trịnh Hội thì rất mong quý vị đừng rời khỏi màn hình và sẽ trở lại với phần 2 của chương trình ở ngay một cái nơi mà Trịnh Hội sẽ mong rằng cái bụng mình sẽ trở từ bụng xấu trở thành bụng 6 múi và cho xem quý vị coi nhé. Alright, xin đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại đây trong vài lát. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hana Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, mụn ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hana Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.